Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, hạc Liên Quân, truy cập ngay shop laogio.vn. Đây là shop bán hạc chính thức và duy nhất của mình. Mọi hoạt động trên shop đều do mình đứng ra quản lý, vậy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Ok, thì đến với cái trận đấu ngày hôm nay của chúng ta, mình lại tiếp tục đi solo squad đây. Không biết là anh em trong kênh của mình chán xem solo squad chưa? Nếu mà anh em mà cảm thấy những cái trận đấu solo squad này nó không ổn ấy, thì mình sẽ bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn gọi là đi leo danh. Và khi mình đi leo danh thì cái danh mà anh em xem mình bắn nó sẽ cao hơn. Nhưng mà ấy, mình sẽ đi team chứ không thể nào mà đi solo squad lên danh được. Thật sự nó rất khó anh em ạ. Nếu mà anh em mà muốn xem mình đi team và leo lên danh cao hơn, có thể là kim cương hoặc cũng có thể là huyền thoại, thì anh em comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn nếu mà anh em vẫn muốn xem solo squad như thế này thì mình sẽ vẫn giữ cái solo squad này cho anh em xem. Hoặc là có người này. Bắn thế mà không gục anh em ạ. Tức thế nhở. Có thể là đầu mùa thì mình sẽ đi leo danh, còn tầm giữa mùa đến cuối mùa thì mình sẽ đi solo squad. Cái này thì nghe vẻ hợp lý hơn anh em ạ. Ui, hai viên nhá. Ui, bên kia có người. Gạt thanh niên này trước. Đường sau cũng có người luôn. Nén. Mình chạy đây anh em ơi. Không dại gì mà đứng lại mà chơi với ba thanh niên kia đâu. Nếu mà cái pha vừa rồi mà mình cố gắng gạt dò được thanh niên kia ấy, thì kiểu gì mình cũng phải làm lại cái video này. Thời gian để mà mình gạt cái thanh niên kia thì đủ cho thời gian các bạn ấy bắn mình 1-2 viên rồi. Thôi, đi thôi, rút lui. Chuồn là thượng sách. Xem có săn mình không nào. Các bạn ấy hình như là chưa biết mình chạy ra đây. Mình đi kiếm máu trước. Ui, có xe luôn kìa. Ska này. May quá anh em ạ. Bạn ấy không lượn vào đây. Đúng hên luôn. Một bé gục. Mình chỉ cần hít hơi đạn thôi là mình chết. Hay lắm. Mình gạt được một người. Có máu rồi anh em ơi. Ít nhất là còn được 70 máu. Còn sống dai thêm được một tí. Đó. Đồ rất là ngon. Điểm nóng có khác. Nhưng mà cái mình cần nhất là cái tay cầm thì vẫn chưa thấy đâu. Kìa. Nhà xe vẫn còn người kìa. Biết mình chưa? Ui, biết mình luôn rồi. Hai người. Ui, bạn kia không biết là giáp 3 hay giáp trắng đây. Định móc mình. Sao rồi nhở? Anh chàng cái móc ở đâu rồi? Đâu rồi? Anh chàng kia không biết là móc đến đâu rồi. Khó nhở. Không hề thấy bóng dáng của ai. Thôi, chạy. Đông như thế này thì tốt nhất là chạy thôi. Ui, bạn ấy vừa móc ở nơi thì mình dán đây. Hên thế không biết. Kệ vậy. Kiếm máu trước đã.
Máu này, 2 bình. Ngon. Rồi nha. Bây giờ là gió đầy máu rồi nha. Nào, ngon thì cống hết lên đây. Nói vui thế thôi anh em ạ. Chứ một người công lên thì mình còn đỡ được. Chứ hai ba người thì công lên thì có hai mình cũng không đỡ được, chứ đừng nói là một mình. Máu rất nhiều, may thế không biết. Mình thấy rồi nha. Mình nghe tiếng súng rồi nha. Bắn ai đấy bạn ơi? Một người thì mình hỏi thăm được. Ui, trên trời cũng có người, bên ngoài cũng có người. Bắn thanh niên trò trước. Ây à, phản xạ rất là nhanh. Bông keo thì bỏ thôi chứ biết làm gì bây giờ. Huy hiệu của mình này, a đúp luôn. Bắn không anh em? Có phóng lựu kìa. Mình chẳng muốn nhặt nữa đâu, tại vì là trông chờ với cây phóng lựu thì chẳng biết đâu một lần. Bỏ thôi. Có người. Trâu thế. Mình xin lia. Nó lại ngon ngay. Mặc dù là mới được 2 kill thôi, nhưng mà lia một team rồi. Thay 3 này. MP luôn này. Giảm thanh luôn kìa. Từ từ, anh em cứ bình tĩnh nha. Đấy, quất cái giảm thanh vào cho anh em nghe nó đỡ bị rát tai. Có xe mà, chúng ta sẽ lấy xe và đi săn. Thực ra thì cũng không phải đi săn đâu, mà là vì cái bo nó xa quá, mình muốn tiến vào trung tâm bo hơn thì mới có người. À không, có xe nữa này. Không ăn tăng giáp à? Nổ xe nha bạn ơi. Hy vọng là mình không bị cam. Ú, may quá, vừa kịp ăn xong. Đây, mình đến với bạn đây. Làm gì mà căng. Nào, nấp đi. Xong. Lia. Gì đấy? Có xe khác đến nữa à? À không, thì ra là cái con xe kia mình bắn nổ mà nó vẫn báo hiệu trên bản đồ nhỏ kìa. Mọi người nhìn thấy không? Lỗi này mình tưởng là hết rồi, ai dè là vẫn bị. Nhưng mà cái lỗi đấy thì nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái trận đấu của chúng ta. Chỉ có mấy cái lỗi mà rơi xuống vô hạn với lại bay lên trời là nguy hiểm thôi. Đây rồi. Mấy người. Gục nha. Ui, bọn nó chắc tới. Tính KS của mình hay gì. Đi thôi. Xung quanh đây toàn là người. Thoát ra khỏi vùng này trước, xong mình sẽ quay lại chơi mấy bạn đi sau. Ngu gì đứng giữa đấy mà chơi. Thôi xong. Mất tầm luôn rồi. Hôm nay mình mang cái cây thần tình yêu, đâm ra là tầm xa nhìn nó không được nhiều.
À, có một thanh niên chạy nữa này. À, lút đồ, lút đồ. Khá là trâu. Toàn 5 6 máu thì chơi bời cái gì? Lìa. Hình như là hôm nay mình toàn gặp người solo xì quát hay sao nhỉ? Nãy giờ bắn ai là chết người đấy không? Sợ thật. Xem bạn này có đồ gì ngon không nào. Bom kèo rất nhiều. Nhiều dã man. Rồi, êm rồi đấy. Thì thôi, chúng ta còn tổng cộng 11 người trên bản đồ, trừ mình ra là còn 10 người. Và trận đấu ngày hôm nay của mình thì mới được có 5 kill. Hơi ít. Không biết là có chạm được tới số 10 hay là chỉ dừng lại ở dưới số 10 đây. Đáng ra đi squad là cái kiểu đi dễ kiếm kill nhất. Vì là gục nha. Vì là khi mà anh em chỉ cần gặp một hai team thôi mà anh em clear được là cũng được 6 7 8 kill rồi. Nhưng đằng này nãy giờ mình toàn gặp team lẻ không. Có mỗi lúc đầu gặp team 3 người nhưng mà toàn phải chạy sấp mặt, có được bắn đâu, bắn được mỗi một người. Mình sẽ đi lên đỉnh đồi cho nó an toàn. Chiếm cái đỉnh đồi không bao giờ là thiệt anh em ạ. Khó chịu nhờ. Leo cái sườn đồi này vất vả ghê. Rồi, cuối cùng thì mình cũng đã lên. Vừa mới lên đã chào đón mình. Làm gì mà căng. Mình sẽ đến gần, hỏi thăm bạn ý luôn một thể này. Ôi, nát đầu luôn. Làm gì mà căng. Yếu nha. Hên xui thôi bạn ơi. Ném lựu à. Hợp lý nhưng mà nó trượt rồi. Đây mới là ném lựu nè. Đó. Chạy đâu cho thoát được lựu đạn của mình. Một thanh niên bên ngoài. Gì mà lắm bông keo vậy ta. Bắn đi bạn ơi. Lại rát nữa. Hình như là thanh niên này cũng biết kéo tâm mà. Đấy. Chạy hộ mình. Anh em nhớ là mọi người ném lựu đạn ấy thì anh em chỉ cần ném sang bên trái một viên, xong sang bên phải một viên là được. Kiểu gì thì kiểu bạn kia cũng dính một viên. Ý quên, lựu đạn thì phải gọi là trái chứ nhở. Bên dưới có ba người, một bé đã gục. Đục từng băng của mình cơ à? Đây, đấy, đục đi. Bé thứ hai đã gục. Rất tuyệt vời. Này thì bắn mình nhà. Ây da, bom keo nhiều ghê ta. Bỏ thôi anh em ơi. Hai bạn ý mà bây giờ các bạn ấy không chạy bo là các bạn ấy cũng chết này. Sắp tới cái bo này nó sẽ rất là đau. Ui, vũ hồn chim én. Ơ, nhân giống luôn rồi này.
Nhanh thế nhở? Mình vừa mới không để ý một chút thôi mà từ 10 người mà đã chết gần hết rồi. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình lại tiếp tục được nhân giống rồi. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì anh em cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Bye bye.